Thẩm Nguyệt, nữ thần thanh xuân thế hệ mới. Không phải diễn viên được đào tạo bài bản, nhưng Thẩm Nguyệt đang dần khẳng định mình với hình ảnh diễn viên chuyên trị vai nữ sinh thanh xuân trên màn ảnh Hoa ngữ. Gửi thời thanh xuân đơn thuần tươi đẹp của chúng ta, vừa sau băng 2018, nữ diễn viên được dân mạng yêu mến, phong trào biệt danh nữ thần thanh xuân thế hệ mới. Bước rẽ ngoặt của cô nàng biên kịch tương lai. Thẩm Nguyệt sinh ngày 27 tháng 2 năm 1997 tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Mặc dù cô nàng chỉ sở hữu chiều cao 1m60, khá nấm lùn so với các ngôi sao nữ khác, nhưng vị trí của người đẹp trong lòng khán giả lại có phần nhỉnh hơn nhiều. Trước khi đến với diễn xuất, Thẩm Nguyệt chỉ là một cô sinh viên ngành tin tức và truyền thông thuộc Trường Đại học Hồ Nam. Cô cũng từng thực tập tại đài truyền hình Hồ Nam. Với Thẩm Nguyệt, cuộc sống đơn giản, bình dị và không ồn ào là điều mà cô theo đuổi. Vì vậy, cô chưa từng nghĩ đến việc có ngày trở thành diễn viên. Chính những tấm ảnh chân dung xinh đẹp, trong sáng của Thẩm Nguyệt đã bắt cầu cho cô đến với nghệ thuật khi lọt vào mắt xanh của công ty điện ảnh Công Phu Trường Ngôn và nhận được lời mời phỏng vấn. Lần đầu tiên đến đoàn làm phim thử vai, Thẩm Nguyệt vô cùng lo lắng. Đến khi biết bản thân được ký hợp đồng, cô vẫn không dám tin đó là sự thật. Vì là người ngoại đạo, công ty đã sắp xếp để Thẩm Nguyệt theo học lớp diễn xuất. Thời gian đó, công ty còn từ chối rất nhiều vai diễn không thích hợp, cho đến khi gặp được nhân vật Trần Tiểu Hy trong Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Sau khi bộ phim ra mắt vào năm 2017, Thẩm Nguyệt nổi lên như một hiện tượng sau cơn sốt thanh xuân. Nét diễn xuất đáng yêu, trong trẻo của nữ diễn viên này đã được dân mạng yêu mến và phong cho biệt danh nữ thần thanh xuân thế hệ mới. Thành công rực rỡ của vai chính đầu tiên này giúp Thẩm Nguyệt liên tiếp tham gia vào các dự án đình đám khác như Vương Sao Băng, Thất Nguyệt và An Sinh, phim Khi về Việt Nam đổi tên thành Anh đã yêu bản thân của em. Trần Tiểu Hy, nữ chính thanh xuân trở thành ước mơ của bao cô gái. Sau khi xác nhận gia nhập giới diễn viên, Thẩm Nguyệt bắt đầu con đường diễn xuất với vai Tiểu Nguyệt trong bộ phim chiếu mạng Dream Ready A Bộ. Tuy nhiên, vì chỉ đảm nhận vai phụ, ít đất diễn nên Thẩm Nguyệt không gây được chú ý. Tên tuổi của cô chỉ được cư dân mạng biết đến sau khi trailer đầu tiên của bộ phim Thanh Xuân, Gửi thời thanh xuân đơn thuần tươi đẹp của chúng ta ra mắt. Hình ảnh cô nữ thần Trần Tiểu Hy xuất hiện cùng Hồ Nhất Thiên vai Giang Thần đã tạo nên cặp đôi thanh xuân đình đám trên màn ảnh nhỏ. Vai diễn Trần Tiểu Hy đã mang đến cho Thẩm Nguyệt không ít fan hâm mộ. Không những vậy, Thẩm Nguyệt còn góp tên mình vào danh sách nữ thần thanh xuân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ, hội tụ đủ tiềm năng, kế ngôi đang chỉ trịnh sẵn. Cặp đôi Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt làm mưa làm gió suốt khoảng thời gian dài trên mạng xã hội nhờ sự đẹp đôi cùng nội dung phim hợp với thị hiếu giới trẻ. Với Trần Tiểu Hy, tuy là lần đầu đóng vai nữ chính, nhưng Thẩm Nguyệt được nhà sản xuất đánh giá là chăm chỉ, chịu khó tìm hiểu nhân vật cũng như nắm bắt tốt tâm lý nhân vật. Thẩm Nguyệt đã thành công tạo nên một Trần Tiểu Hy giống như bước ra từ nguyên tác, tinh nghịch, dí dỏm, quyết liệt theo đuổi tình yêu của mình. Diễn xuất có hồn của Thẩm Nguyệt đã thực sự mang đến cho khán giả một Trần Tiểu Hy rất thân thuộc, tự nhiên và chân thực. Có thể nói, Trần Tiểu Hy chính là vai diễn mang lại bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt sở hữu cho mình vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cùng với kiểu tóc ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, hệt như một cô búp bê xinh xắn, bé nhỏ, khiến bất kỳ ai cũng luôn có cảm giác muốn che chở. Chính nhờ ngoại hình này mà Thẩm Nguyệt là lựa chọn thích hợp nhất cho các vai nữ sinh ngây thơ, đáng yêu trong các bộ phim thanh xuân vườn trường. Cô nàng còn được đánh giá là sở hữu vẻ đẹp của các nhân vật bước ra từ truyện tranh học đường Nhật Bản. Và có lẽ chính vì lý do này mà Thẩm Nguyệt được Sai Trí Bình tin tưởng giao đảm nhận vai diễn Sam Thái, vô cùng đăng ký trong bộ phim remake đầy tâm huyết của bà là Vườn Sao Băng 2018. Thẩm Nguyệt được lựa chọn đảm nhận vai Sam Thái có thể xem là một quyết định đầy mạo hiểm, có tính toán của Sai Trí Bình, vì thời điểm ấy cô nàng đang là cái tên sáng giá của dòng phim thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, vì không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất lại không được đào tạo bài bản, nên Thẩm Nguyệt vẫn khiến nhiều khán giả lo lắng sẽ không thể vượt qua được cái bóng của những đàn chị đi trước. Thế nhưng, nét đẹp của Thẩm Nguyệt thì không có ai có thể bàn cãi. Ngoài ra, giới chuyên môn còn cho rằng, vẻ ngoài của Thẩm Nguyệt dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến mối tình đầu thanh khiết, ngọt ngào và sâu lắng. Thẩm Nguyệt được các nhà sản xuất đánh giá cao bởi tính cách đáng yêu, thuần khiết và có chút nghịch ngợm. Riêng Sai Trí Bình, bà cho rằng nguyên nhân khiến bà lựa chọn Thẩm Nguyệt đảm nhận vai Sam Thái chính là tìm thấy được ở cô khí chất của cô hàng xóm nhà bên, mang đến cho người đối diện cảm giác gần gũi, đơn thuần, nhẹ nhàng và chỉ khi ở bên cạnh mới phát hiện ra ánh hào quang hiện hữu nơi cô ấy. Bà còn cho biết rằng ở Thẩm Nguyệt ẩn chứa một khí chất mà ít ai có được, một đôi mắt biết nói có thể khiến người khác kinh ngạc. An Sinh, thử thách mang tính quyết định. Sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim Thần Tượng Vương Sao Băng 2018, Thẩm Nguyệt khiến ai cũng bất ngờ khi đồng ý đảm nhận vai An Sinh trong bản truyền hình của Thất Nguyệt và An Sinh. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Annie Bảo Bối. Vai diễn này từng mang đến ngôi vị ảnh hậu danh giá cho Châu Đông Vũ trong bản phim điện ảnh. Đây được xem là thử thách lớn cho Thẩm Nguyệt và cũng là quyết định cực kỳ mạo hiểm. An Sinh mà Thẩm Nguyệt phải thủ vai, tuy vẫn mang cho mình tính cách nghịch ngợm, tinh quái, nhưng bên trong nhân vật này cần khắc họa tâm lý biến chuyển rất khó nhằn.
Cất khuất trong An Sinh được Châu Đông Vũ thể hiện quá thành công, khiến áp lực của Thẩm Nguyệt càng lớn hơn. Vẻ ngoài lém lỉnh của An Sinh có thể Thẩm Nguyệt đã đảm bảo được, nhưng còn nội tâm nhân vật chính là điều khán giả lo lắng nhất ở cô gái trẻ này. Tuy nhiên, nếu thể hiện tốt vai diễn này, Thẩm Nguyệt nghiễm nhiên bước chân vào danh sách những tiểu hoa đáng có năng lực diễn xuất ở màn ảnh Hoa ngữ, mà không ai có thể nghi ngờ diễn xuất của cô diễn viên tài ngàn này nữa. Có thể nói, gật đầu đồng ý dự án phim này chính là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Thẩm Nguyệt cho đến thời điểm này. Bởi An Sinh không phải là nữ chính phim thần tượng Sam Thái nữa, mà cô nàng khiêu chiến với những khán giả khó tính hơn, đòi hỏi diễn xuất tinh tế hơn hẳn. Thất bại với Âm Dương Sư thì Tần Lệnh. Trong lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, sau Nữ Vương Sao Băng thất bại toàn diện, Shina nhận xét kỹ năng diễn xuất của cô quá tệ, thiếu tự nhiên, thoại kém mượt mà. Trên mạng xã hội, khán giả cũng đồng ý với quan điểm của Shina. Khán giả cho rằng chính năng lực non kém của Quốc Sở Tiêu và Thẩm Nguyệt đã phá hỏng tác phẩm. 3 năm qua, Thẩm Nguyệt vẫn trung thành với một kiểu vai ngây thơ, hoạt bát. Tuy nhiên, những dự án sau này của cô không tạo được tiếng vang, còn Thẩm Nguyệt nhận về nhiều gạch đá vì diễn đơ, diễn lố. Cảnh khóc của cô trong Thất Nguyệt và An Sinh bị Shina đánh giá là một trong những cảnh khóc dở nhất màn ảnh. Ngoài năng khiếu diễn xuất, Thẩm Nguyệt còn sở hữu nhiều tài lẻ khác như nhiếp ảnh, viết lách và có một giọng hát trong trẻo. Nói về niềm đam mê nhiếp ảnh, người đẹp chia sẻ, ảnh chân dung và tĩnh vật là hai thể loại tôi đều rất thích, nhưng thích nhất vẫn là chụp chân dung. Tôi cảm thấy khi cầm máy ảnh trên tay thật thú vị, dường như đang ở trong một thế giới khác. Nhiếp ảnh giúp tôi không cảm thấy xa lạ khi đứng trước ống kính, máy quay. Tôi có thể trở thành diễn viên là nhờ có cảm giác không xa lạ này. Hơn nữa, khả năng chỉnh ảnh và thẩm mỹ của tôi cũng được nâng cao hơn. Những thứ đó cũng rất quan trọng đối với diễn viên. Vì diễn xuất cũng đến từ cuộc sống, tất cả trải nghiệm trong cuộc sống đều có ảnh hưởng đến diễn xuất. Ngoài đam mê nhiếp ảnh, Thẩm Nguyệt còn là một blogger nổi tiếng trên Weibo. Cô thường xuyên chia sẻ những chuyện vui trong cuộc sống một cách hài hước và sinh động. Thẩm Nguyệt không hề tự xem bản thân là một ngôi sao, nên ngày càng có nhiều người thích nữ diễn viên này. Ngoài những tài lẻ trên, Thẩm Nguyệt còn ghi điểm với khán giả bằng tiếng hát trong trẻo. Tuy người đẹp chỉ mới song ca cùng Trần Đô Linh trong bản nhạc phim Anh Đã Yêu Bản Thân Của Em, Another Me, nhưng cô đã khiến khán giả bất ngờ bởi giọng hát ngọt ngào, ấm áp. Nhưng dù nhan sắc được ca tụng nhiều như thế nào, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn thường bị dìm hàng nếu như xuất hiện bên cạnh những sao nữ khác. Thẩm Nguyệt vốn có chiều cao thấp, chỉ dưới 1m6, nên đó chính là một yếu điểm của cô nàng. Nhưng yếu điểm lớn nhất của Thẩm Nguyệt không nằm ở chiều cao khiêm tốn, mà là vóc dáng không được đẹp lắm của cô. Thẩm Nguyệt rất dễ tăng cân, tay và chân của cô nàng thường bị chê là thô, dù có gương mặt xinh xắn, nhưng cũng không che nổi khuyết điểm từ vóc dáng của nữ diễn viên. Với thân hình không mấy thon gọn, cũng là nguyên nhân khiến cho Thẩm Nguyệt khó mà tìm được những bộ đồ thích hợp khi tham gia các sự kiện công khai. Thân hình không được thon gọn chính là điểm yếu lớn nhất của Thẩm Nguyệt và nhiều ngôi sao khác gặp phải trường hợp tương tự. Có thể bạn không cao, nhưng bạn phải có một vóc dáng chuẩn. Đó là lý do nhiều ngôi sao trong showbiz Hoa ngữ làm đủ mọi cách để giảm cân và xuất hiện hoàn hảo nhất trước công chúng.